Hay xin chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Bà Rịa Vũng Tàu. Em là Điền đây. Hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị bất động sản mà nằm ngay, được gọi là ngay trung tâm khu dân cư thuộc xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cô chú chị. Hôm nay em Điền giới thiệu tới cô chú chị một cái bất động sản mà có sẵn nhà xưởng, thì hiện tại chủ đã không còn kinh phí để hoạt động nhà xưởng này, thì muốn nhượng quyền lại. Thì giá có 1 tỷ 7 thôi cô chú chị. Giá ban đầu là 2 tỷ 3 nhưng mà bây giờ giảm xuống còn 1 tỷ 7 thôi. Và cái bất động sản mình thì rất là gần đường lớn nha chị. Đường cũng lớn nữa, mặt tiền đường rất là lớn luôn. Nói chung là xe tải đi vô tư ha. Và đi ra một chút xíu đây là đi ra đường Phước Tân Hội Bài rồi. Bất động sản mình có diện tích là 242 m2 và có mặt tiền là đường này, rộng khoảng là 8 m. Đó. Thì giáp với mặt tiền đường này toàn là 8 m, sâu là 36 m. Và đất ở thì full thổ cư luôn ha. Cô chú chị mình có thể xây và sử dụng hết đất mình luôn. Rồi, em đi sẽ quay cho cô chú chị mình xem bất động sản này nhé. Rồi, trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền đường. Đường đá nha, mà mình đi ra vài chục mét đây là mình đi ra đường trục chính là có tên là Phước Tân Hội Bài. Thì đường này mình có thể mình đi liên xã được nha cô chú anh chị. Đó, mình rẽ bên này là mình đi qua với lại xã Xuyên Mộc này, và mình đi ngược lại là mình đi suối Rau, Phước Tân và cũng như là đi thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nha. Đó. Bất động sản mình thì nằm mặt tiền đường này, rộng khoảng là 8 m. Ô tô xe tải đi thoải mái. Và cái hướng này mình đi ra kiểu là song song với lại đường Phước Tân Hội Bài đó. Nói chung là khu dân cư thông thoáng, đường thông hết nha cô chú chị. Rồi. Em Điền xin giới thiệu tới cô chú chị bất động sản này đây, nhà xưởng này ha. Đó, làm hiện tại là mặt tiền đường mình là thông, đầu kia tới đầu kia cuối đường ha, mình rẽ bên tay trái là mình đi vào khu dân cư thông thoáng hết. Và nhà xưởng mình là có giáp với mặt tiền đường là 7,5 m, từ đây qua bên đây là 7,5 m. Và đã xây dựng sẵn nhà xưởng rồi. Chủ đất mình bán thì để lại toàn bộ ha, để lại toàn bộ cái nhà xưởng này. Chỉ những thứ mà nhà xưởng mình cần sử dụng thì đem đi thôi. Còn lại để lại đèn đốm này, đèn năng lượng mặt trời rất là nhiều. 1 tỷ 7 thôi. Đó. Và sâu là 36 m cho cô chú chị. Em cũng nói luôn là bất động sản mình là hơi top hậu một chút xíu, thì cái hậu của mình khoảng là 6,1 m thôi. Đó. Xung quanh thì khu dân cư đã ra đông rồi, kế bên là trường học, trường mầm non. Đó. Trường mầm non. Và khu vực này thì đã là sử dụng điện và nước máy của mình đây ha. Đây là cái hộp nước máy của mình đây ha. Và đây là được gọi là nằm mà tuy là cách xa ủy ban xã một chút xíu, thì khoảng đi ra ủy ban xã thật khoảng 2 cây số thôi. Nhưng mà hiện tại ở khu vực vị trí này là đã đầy đủ tiện ích tiện nghi rồi. Trường ra đây là trường, đi chút xíu ra đây là trường trung học cơ sở này và trường tiểu học rồi. Còn trường phổ thông, trung học phổ thông thì mình phải ra chỗ trung tâm xã Phước Tân. Thì em cũng nói rồi là cách ra đó khoảng 2 cây số thôi. Mình đi 3-4 phút là tới nơi. Và từ vị trí bất động sản mình mà ra trung tâm Phước Bửu cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc thì khoảng là 5 cây số anh chị. Và em cũng nói là cái bất động sản của mình đó là cái nhà xưởng này lúc trước là làm nhà xưởng đồ gỗ nha anh chị, làm nói chung là xưởng gỗ đó, kho xưởng gỗ. Thì cũng nói chung là thích hợp cho cô chú chị nào mà về làm xưởng lại, làm xưởng nhất là làm xưởng gỗ. Còn mà xưởng khác thì em không biết là cô chú chị muốn làm gì, nhưng mà tùy theo nhu cầu của anh chị muốn làm ha. Thì xưởng này anh chị có thể đựng làm kho, đựng gì đó này, vân vân, rất là nhiều thứ để cô chú chị mình lựa chọn. Rồi, cô chú chị nào mà quan tâm tới bất động sản này á thì hãy liên hệ với em Điền. Số điện thoại của em là 0788668834 để gặp em Điền nha. Rồi, xin chào cô chú chị. Rồi, anh chị cô chú chị nhớ nhấn đăng ký kênh của em nha.